xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, để hỗ trợ cho người dân ở trong nước đang căm phẫn trước hành động bán nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi đưa ra dự luật cho thuê ba đặc khu kinh tế, vào trưa ngày Chủ nhật 10 tháng 6 2018, cộng đồng Việt Nam miền Nam California đã tổ chức cuộc biểu tình trên đại lộ 4 xa Trần Hưng Đạo, thành phố Westminster, miền Nam California, với sự tham dự của một số đoàn thể, các vị dân cử và đồng hương. Và trước giờ khai mạc, dù đang bận rộn, anh Võ Khôi, chủ tịch ban chấp hành cộng đồng Việt Nam Nam California, đã cho chúng tôi được biết. Thưa quý vị, đây là tiếng nói của rất nhiều hội đoàn và tổ chức ở hải ngoại chúng ta, đặc biệt là tại khu vực Little Sài Gòn, cùng nhau tổ chức một cuộc biểu tình để yểm trợ cho đồng bào quốc nội trong cái công cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam, thành lập ba đặc khu và trực tiếp đưa trên giấy tờ bán nước những cái đất đai của cha ông chúng ta đã để lại. Và cảm nghĩ của ông Vũ Trọng Mục, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa, hội trưởng khóa 5 Triều ủy Thủ Đức. Chúng ta ở đây có bổn phận đồng hành với đồng bào trong nước, đứng dậy để đạp đổ tà quyền Cộng sản, đạp đổ bọn thống trị bán nước Cộng sản. Chúng tôi kêu gọi các anh em cựu chiến sĩ, những anh em tù nhân cải tạo và tất cả các tổ chức đồng bào hải ngoại, lúc này là lúc nguy khốn của quốc gia, cho nên tất cả mọi bất đồng đều phải xếp lại để cùng nhau chung sức chống lại Cộng sản. Vậy ý kiến của ông Thuận Phan, hội trưởng Hội Người Việt Quốc gia tị nạn Cộng sản. Chúng tôi hy vọng những cuộc biểu tình như vậy nó sẽ giúp cho người Việt Nam chúng ta thức tỉnh được, và tôi kêu gọi người Việt chúng ta ở trong nước và ở đây phải lật đổ cái chế độ Cộng sản, vì không cái cuộc này nó sẽ tiếp diễn hoài. Như chúng ta đã biết, Tàu Cộng nó có 1.000 năm chúng ta bị đổ hộ Tàu Cộng, thì tôi, cá nhân tôi và tôi nghĩ tất cả mọi người không muốn cái điều này nó xảy ra. Sau nghi thức chào cờ khai mạc là phát biểu của anh Võ Khôi, chủ tịch ban chấp hành cộng đồng Việt Nam Nam Cali, như trong phần chúng tôi đã phỏng vấn, là đến phần phát biểu của quan khách tham dự. Trước hết là ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster. Chúng ta đều biết được ba vị trí này là ba tử huyệt của Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy được nguyên ngày hôm qua, đồng bào trong nước khắp nơi từ Bắc chí Nam đã xuống đường để biểu tình. Chưa có khi nào trong 43 năm qua mà đồng bào trong nước đã xuống đường một cách mãnh liệt như vậy. Và lời kêu gọi của Tăng sư Thích Lục Định thuộc Phật giáo Hòa Hảo. Quý Phật tử, tất cả đồng bào quốc dân ở trong nước hãy thật sự đứng lên. Đây là một cái cơ hội để cho quý Phật hy sinh đền đáp tứ đại trọng ân. Bởi vì nếu mà cái lần này chúng ta không có mãnh liệt, không có nhất tâm đoàn kết để mà xuống đường lật đổ cái đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta sẽ không có một cái cơ hội lần thứ hai nữa. Bởi vì đảng Cộng sản Việt Nam đã âm thầm bán nước cho đảng Cộng sản Trung Cộng. Kính thưa quý khán thính giả, cuộc biểu tình phản đối dự luật cho thuê ba đặc khu hành chính kinh tế của Cộng sản Việt Nam do cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Cali tổ chức, sau những phát biểu của quan khách tham dự với nội dung mọi người đã lên án Cộng sản Việt Nam bán nước dưới hình thức cho thuê đặc khu 99 năm, là đến phần đoàn biểu tình đi dọc theo đại lộ 4 xa Trần Hưng Đạo, vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu đà đảo Cộng sản bán nước, Trung Cộng cướp nước, và cuộc biểu tình đã chấm dứt vào buổi trưa cùng ngày sau những bài hát đấu tranh và lời cảm ơn của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.